Ta ngồi suy ngẫm tận tường ra, cái xác thân này của mẹ cha, nhà ở cơm ăn nhờ bá tánh, thuốc men quần áo của đàn na, nắng nôi mưa gió ân thiên địa, vật liệu cần dùng của vạn gia, đầu đội trời cao chân đạp đất, chỉ có tinh thần mới thật ta. Tưởng thanh nói chánh làm nhân, tuy mang phàm xác nhưng thần thánh tâm, vẹn ân bằng đạo diệu thâm, xử thân bằng cách gieo mầm từ bi. 30 điều xử thế. Chỗ của người nên đi, đi trong tánh đạo màu, đi trong tâm quần chúng, hơn là đi đâu đâu. Con người không thể bỗng nhiên mà có hình chất hay trưởng thành được, hẳn nó phải do nhiều cái cấu hợp vào nhau mới tạo ra. Nghĩa là nó phải nhờ tinh thần hòa lẫn vật chất của người này, vật nọ, trực tiếp hay gián tiếp để xây đắp cho, mới thành hình và có sự sống đầy đủ được. Khi nghĩ đến cái thân người được có là nhờ sự cấu hợp của nhiều phần tử hoặc sức hỗ tương sanh hóa tác thành, lẽ cố nhiên làm người ai cũng có bổn phận tri ơn mà gắng sức thù đáp lại điều đã làm cho mình được có, được sống một cách xứng đáng. Làm như thế, việc có mình ra cũng như sự sống của mình hiện giờ không đến nỗi không ích lợi cho đời. Cho nên làm người cần quan thiết đến bổn phận và nghĩa vụ thù đáp lẫn nhau. Một, đối với trời đất, trời che hộ ta, đất nâng đỡ ta, và trời cũng không quên cho ta hưởng ánh sáng ấm áp của mặt nhật, đẹp đẽ của mặt nguyệt, những hạt sương, hạt mưa dài ngắn làm cho tươi nhuận vạn vật, những làn gió mát mẻ, bầu không khí nhẹ nhàng làm cho muôn loài được reo cười phơi phới. Còn đất chẳng ngớt sanh sản nhiều quả cho ta dùng, nhiều hoa cho ta ngắm, và lắm cảnh núi non, cây cỏ, tú kỳ cho ta thưởng ngoạn. Nhờ đất ta mới đặt lên những xá lều, lầu cát, chứa những hồ nước trong trẻo để giải lao tắm mát, rửa sạch bợn nhơ lem lắm. Và đất còn sanh hóa nhiều hóa chất khác nữa cho ta thọ dụng hàng ngày. Trời đất còn thay mặt công lý để phân định các cuộc thăng trầm sanh diệt, biến hóa của vạn vật cho được thù ứng nhau một cách công bằng. Cũng như chúng ta sống dưỡng đây cũng nhờ ở sự hấp thụ rất tế nhị của trời đất. Vì vậy nên ta phải biết ơn trời đất mà hết lòng tôn thờ kính ngưỡng. Trái lại, ta không nên sử dụng một điều nào trái đức háo sanh của trời đất, hoặc vì sự phiền não oán hận riêng tư mà than trách trời đất, hoặc kêu mời trời đất để chứng nạp việc ấy. Hai, đối với các vị Phật Thánh. Phật Thánh lúc còn tại tiền, các vị đã nhận được lẽ dinh, hư, tiêu, trưởng của đời nên đã giác ngộ sớm. Các ngài lúc nào cũng chứa đựng một tinh thần thanh cao, các hành vi chánh đáng, và đem đức độ từ bi hỷ xả vô cùng rộng lớn đối với chúng sanh. Lòng quá thương xót chúng sanh còn mê muội thống khổ mà các ngài phải ra tay ủng hộ, khiến cho mọi cuộc sanh cư cũng như vấn đề đạo lý vẫn được mở mang khoáng đạt. Lại do lòng thương ấy, các ngài vui vẻ hy sinh mọi sự thân yêu luyến thích của các ngài để đem phụng cấp cho cả chúng sanh mà lòng không chút ngần ngại. Các tư tưởng cao siêu, những diệu pháp thâm huyền của các ngài đã tìm ra, đã ngộ được, đó chính là cái kết quả của mọi sự gian lao khổ hạnh vô để mà các ngài đã tu luyện vừa qua vậy. Các món báu vô giá ấy, chung quy các ngài cũng chỉ đem ra xây dựng cho cả thảy chúng sanh một sự nghiệp tinh thần hay vật chất rất cao thượng. Các ngài cứ mãi thi thiết như thế cho đến khi nhắm mắt mà cơ hồ vẫn chưa thỏa nguyện. Bởi thế nên sau khi mạng chung, chân linh của các ngài cũng vẫn còn phượng phất đó đây để trông nom ám trợ cho chúng sanh khỏi những tai họa vô cớ xảy ra. Xét đến công đức ấy, nên ta phải thành tâm kính ân chư vị Phật Thánh siêu hình và tự nguyện học lấy tư tưởng cao siêu, hành động nhân từ và công bình sáng suốt của các ngài để làm theo, không hề có một ý nghĩ
một lời nói làm xúc phạm đến các vị. 3. Đối với quốc dân. Quốc dân là gì? Quốc là đất nước, dân là đồng bào. Đất nước và đồng bào tức là quốc dân, mà chính ta là một phần tử đã sanh trưởng trong ấy. Riêng ta cũng như hầu hết gia đình thân quyến của ta được ở yên, sống vững cả hai mặt, vật chất lẫn tinh thần, đều do quốc dân của ta hỗ trợ. Nhờ thế mà các món nhu cầu cần thiết của ta đều được có đầy đủ. Trái lại, nếu không có quốc dân giúp đỡ thì cuộc sống của ta hẳn không tránh khỏi đơn độc thiếu thốn và cũng không bao giờ có ta được nữa. Bởi vậy, lúc nào ta cũng không quên quốc dân ta được. Ta phải luôn luôn siêng năng để góp sức với quốc dân, chia cơm sẻ áo cho nhau được no ấm, đồng tâm hợp lực giúp nhau được sinh tồn và cộng sức kiến tạo nền móng hạnh phúc phú cường cho nhau được chung hưởng lẽ vững mạnh tự do. Trong lúc quốc dân vững mạnh thì ta vui, gặp khi quốc dân nghiêng nghèo thì ta khổ, vì con người của ta là của quốc dân. Quốc dân cùng ta lúc nào cũng có sức cảm thông chặt chẽ, nên các cử động nào của quốc dân cũng đều ảnh hưởng sâu sắc đến ta cả. Vì thế mà đối với quốc dân, trách vụ tuyệt đối của ta là lúc nào cũng phải bảo tồn sự nghiệp tinh thần lẫn vật chất của quốc dân cho được kiên cường, chứ không được thờ ơ hoặc phá hoại, và tránh cho ta không để vô tình hay cố ý hoặc việc làm cẩu thả có thể gây tổn thương danh dự, phong hóa và quyền lợi của quốc dân. Có những hành động như thế mới đáng cho ta sống và cũng đáp ơn cho quốc dân một công nghiệp nào đáng kể. 4. Đối với thầy của ta. Cái ngu dốt vốn ta đã có hồi lúc bé, mù lòa là bệnh của ta trong khi chưa gặp thầy. Hôm nay cái ngu dốt, cái mù lòa ấy đã đổi mất đi, nhường lại cho ta cái sáng mắt, cái thông minh. Đầu óc của ta được mở mang, tâm trí của ta được sáng sủa. Điều này hầu hết đã nhờ công đức khai hóa của thầy ta. Có thể nói, nếu không có thầy khai hóa cho thì đời ta vẫn phải chịu nỗi mù lòa ngu dốt mãi, hoặc có làm hơn nữa thì chỉ như kiến bò miệng chậu. Từ cái hiểu biết đến việc làm không vượt ngoài cái tập quán tầm thường hủ bại của phần đông người này lẫn người khác, đã truyền nhiễm nhau lâu đời mà chưa rời khỏi chỗ ẩm thấp tối tăm của lòng ích kỷ. Chẳng lo tìm được ngõ ra để tiến đến chỗ quang đãng của tinh thần bác ái đại đồng, như sự đã hiểu của chúng ta hiện giờ. Xét như vậy, nên lòng chúng ta không hề dám quên ơn đức sâu rộng của thầy đã dày công khai hóa, mà lúc nào cũng vẫn đầy đủ cung kính và lòng luôn cố gắng thực hiện cho kỳ được lý tưởng cao cả, hành vi chánh đáng, có ích lợi cho mọi người mà thầy đã chỉ giáo cho ta từ trước đến nay, hầu có đáp ơn ngài trong vạn nhất. Tưởng đó là phần sự chánh đáng ta cần phải làm mới khỏi phụ công lao khó mỏi của thầy đã dạy dỗ cho ta từ việc một của điều luân thường đạo lý tội phước hư, nên hầu sử dụng cho hợp cách. Trái lại, đối với thầy, ta không nên có một việc làm, một lời nói nào vô tình hay cố ý có thể lây hại đến danh nghĩa hay phản bội thầy. 5. Đối với tổ tiên. Đất đai được mở mang, dân tộc được hưng mạnh và tập tục được thuần mỹ giai do tổ tiên của ta đã đổ ra bao công lao và xương máu bồi bổ vào đó mới bảo tồn cho ta được đến ngày nay. Sanh ra ta do cha mẹ, có cha mẹ vốn nhờ tổ tiên, cho nên hễ biết ơn cha mẹ bao nhiêu thì ta phải biết ơn tổ tiên bấy nhiêu mà hết lòng phụng thờ báo bổ. Song cũng nên hiểu rằng, muốn báo ơn tổ tiên không chỉ đem lòng sùng bái không trơn được, mà là phải nỗ lực mở rộng các việc làm công đức công lợi cho đồng bào nhân loại, trước là tô điểm hương danh của tổ tiên thêm phần thơm tho sáng sủa, sau làm cho mọi người được hưởng lợi ích. Như thế mới đáng gọi ta là kẻ biết đáp ơn tổ tiên trong một phần nhỏ nào. Còn kẻ đã hiểu biết đạo người mà không chịu làm tròn bổn phận đối với tổ tiên thì sao gọi rằng có hiếu được, có thể cho đó là kẻ bất nghĩa. Bởi vậy, đến trước bàn tổ tiên
lòng ta tưởng như hiện có tổ tiên ở đó, mà có món chi ngon đều đem lên dâng cúng một cách thành tâm. Ngoài ra, những sự chánh đáng nào của tổ tiên để lại, ta cố tâm học thuộc và làm theo. Nhất là lúc nào ta cũng tự trọng lấy mình, không để cho sức mạnh nào lôi kéo đi, làm những việc tổn hoại thể thống của tông môn, khiến tổ tiên phải đau lòng tủi nhục. 6. Đối với cha mẹ, ai sanh đẻ ta, ai nuôi dạy ta, ai phải chịu khổ với ta ngày cũng như đêm, ăn không ngon, ngủ không yên, vì lòng mãi phập phồng lo sợ nỗi đau yếu của con, mà hết sức chăm tai chú mắt từng cái cử động của đứa trẻ ngây thơ ấy. Người ấy tức là cha mẹ của ta. Cha mẹ đã chia sẻ tinh huyết tạo nên thân hình của ta, và phí ra không biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt để dưỡng cho ta đến ngày khôn lớn. Công ơn ấy biết lấy chi sánh được. Thậm chí có nhiều khi vì quá bận lòng lo lắng đến sự sống còn của ta, mà cha mẹ ta phải gây lấy việc tội lỗi vào thân. Suy nghĩ đến trọng ân ấy, nên đối với cha mẹ, dù ta có cõng mãi trên vai, cho đến phải cung cấp các món ăn uống và sự ỉa đái ở trên vai, làm như vậy suốt đời cũng chưa đáp tròn cái trọng ân ấy được. Vì cái trọng ân ấy to lớn như trời biển, há đem chút công nhỏ mọn mà đáp vẹn được sao? Chỉ có điều cần nhớ rõ trong việc trả thảo, nghĩa là trước kia cha mẹ đã thương yêu lo liệu cho ta bao nhiêu, thì bây giờ ta phải thương yêu lo liệu cho cha mẹ bấy nhiêu, cả món ăn, thức mặc, nhà ở, chỗ nằm, vân vân của cha mẹ, ta phải thành tâm lo lường cung phụng cho đầy đủ. Và khi cha mẹ đem lời dạy bảo chánh đáng, ta phải vâng theo. Cha mẹ có sai khiến việc chi hợp lý, ta phải đi liền. Và khi cha mẹ có sai xiển lỗi lầm, ta phải khuyên lơn êm dịu để cho cha mẹ xét lại mà chừa tránh. Ta không nên cự địch chống chế quá vô lễ, làm cho cha mẹ phải than phiền giận dỗi mà có lỗi. Và ta phải thay cha mẹ làm các việc nặng nhọc trong nhà. Khi cha mẹ đau yếu, ta phải lấy làm lo sợ mà hết lòng cầu khẩn trời Phật cứu độ, chạy chữa thuốc thang. Rủi cha mẹ từ trần, ta phải lo tống táng tử tế, song cần giữ cách đơn giản theo nghi thức của nhà Phật do Đức Huỳnh Giáo Chủ chỉ dạy, như phải đặt bàn hương án giữa trời, rồi trong tang quyến đồng thành tâm cầu nguyện ơn trên Phật Tổ, Phật Thầy tiếp dẫn vong linh, tên họ được thoát chốn mê đồ, giảng sanh về miền cực lạc, xong rồi đi chôn. Không nên quàng để lâu ngày, sát hại sanh vật, thâu góp tiền bạc, bài bố linh đình, làm cho phần hồn của cha mẹ bị lây vào các tội lỗi ấy mà không được siêu thăng. Bắt đầu từ đó về sau, ta phải chú tâm chăm sóc việc khói hương phụng tự cha mẹ. Tưởng cũng như lúc còn sanh tiền và lo bảo trọng lấy thân danh của mình để tỏ ra xứng đáng kẻ nối nghiệp cho cha mẹ. Đồng thời, ta phải hướng về Tam Bảo để tu hành một cách chánh tín, trước độ mình thoát nghiệp tội mê, sau đem hồi hướng công đức của mình để cầu cứu cho phần hồn của tổ tiên cha mẹ khỏi đường luân chuyển, vượt nẻo tử sanh, được siêu thăng về cõi Phật. Trái lại, ta không nên hoang phí công nghiệp chánh đáng của cha mẹ để lại, a tùng theo hạng người phóng đảng, gieo rắc tai họa cho con cháu, hoặc học lối sanh hoạt bất lương vô đạo, làm hoen ố giá phẩm của tổ tiên cha mẹ và riêng mình xa vào dòng tội ác. 7. Đối với người vợ, sau khi người vợ chính thức về nhà chồng, bắt đầu từ đó về sau, người chồng phải chịu trách nhiệm tất cả hành động của người vợ. Làm chồng đừng quá chiều ý vợ mà sẽ bắt thang cho vợ được noi vịn theo quá nổi nghịch thường. Chồng có thể nêu lên mọi đức tánh tốt lành cho vợ bắt chước, dẫn đầu các việc làm ngay thẳng cho vợ học theo, cách đối xử trong thân quyến và ngoài xã hội thế nào cho lịch sự, cho phải lẽ cũng do người chồng khéo léo chỉ điểm cho vợ in trí để cư xử cho đúng đắn.
và bất luận việc chi trong gia đình, chồng vợ trao đổi cho nhau được hiểu biết và được dung hòa ân nghĩa. Về sinh kế bên ngoài, chính người chồng phải hoàn toàn đảm nhiệm, bên trong là thuộc phần của người vợ chuyên trách, song cũng phải do người chồng cắt đặt và giám đốc phần chánh. Những sinh hoạt thường ngày, người chồng lúc nào cũng cần giữ lấy việc chơn chánh công bình làm gốc, chẳng vì lý do túng bẩn cùng kiệt mà chiêu nghiệp bất lương để sống một cách hèn hạ. Người chồng biết lo xa, phải nỗ lực trong việc làm để chu cấp mọi vật nhu yếu cho vợ được lành lẽ ấm no, hầu tránh khỏi cái nạn cơm mơi cháo chiều, vợ chồng con khiếu quá đổi hỗn hển, và cũng tránh cho ta được duyên cớ cùng biến trong gia đình. Và cần nhất, lúc nào người chồng cũng phải có đủ tư cách để kiểm chế trong gia đình cho được thường thường đầm ấm. Cách cư xử giữa chồng vợ, từ lời nói đến việc làm, phải hiền hòa thuận thảo. Nếu được như thế, sẽ khiến cho cuộc sống giữa gia đình vợ chồng con cái rất mực nhẹ nhàng hòa khí. Đó sẽ là phương năng gián tiếp đánh thức những gia đình năm này tháng nọ cơm không lành canh chẳng ngon, xem đó mà tự làm hổ thẹn để sửa chữa. Kỳ dư cũng tượng trưng lên kiểu mẫu tốt lành cho xã hội xung quanh có dịp bắt chước làm theo. Nói tóm lại, kẻ làm chồng phải có bổn phận nêu gương sáng cho người vợ soi lấy để sửa mình, không nên chuốc thói keo bẩn biến nhát gắt gao đần độn, ngày tối chuyên việc bạc bài chè rượu quan đảng dâm loạn. Lời phải của vợ con không nghe, việc tốt gia đình chẳng kể, trở lại la lối đánh đập vợ con, làm ồm lên cả nhà, khiến cho kẻ hàng xóm trông vào khinh bỉ, mà chính nơi gia đình của ta cũng bị xào xáo rối ren vô ích. 8. Đối với người chồng, kẻ làm vợ chỉ có bổn phận hệ thuộc trực tiếp của người chồng. Sau khi về nhà chồng, bên chồng không một ai chẳng để ý dòm ngó vào mọi cử chỉ của mình, chừng như họ muốn đoán trước tánh tình sắp tới của mình sẽ ra sao. Ông bà, cha mẹ, cô bác, anh chị, em cháu bên chồng ưa hay ghét mình đều do tính nết của mình cả. Chính vì thế mà lúc cô gái ở nhà cha mẹ của mình thì chỉ cần thủ phận có một, mà khi về nhà chồng phải lo tới 10, nghĩa là tự ghép thân mình vào khuôn khổ của đạo lý làm vợ, làm dâu cho thập phần chu đáo. Rèn luyện nhân cách đối đãi những người quen thân của chồng như họ hàng thân thích quyến thuộc là bổn phận của người vợ, phải cho đầy đủ sự cung kính nhường nhịn, dù lúc nào cũng vậy. Nhất là mình không nên gắt gao, keo cú với người thân quyến bên chồng. Có được như thế mới làm cha mẹ bên mình khỏi thẹn lòng. Bên chồng từ trên chí dưới cũng được vừa ý, làm cho giá trị của gia tộc đôi bên được nâng cao, mà chí đến chúng bạn của chồng mình cũng không chê cười rẻ rúng. Còn phần việc thường thức trong nhà, chính là bổn phận của người vợ phải coi sóc miếng ăn thức mặc. Chi chi của chồng cũng phải tự tay mình chăm nom lo liệu, rất nên gọn gàng kỹ lưỡng. Nhất là không để cho mình có một việc làm nào buông thừa bừa bãi, làm cho chồng phải nhọc lòng lo nghĩ, phiền muộn đến mình nhiều. Khi đã có con, việc kỹ lưỡng trong sạch lại cần chú tâm vào đó nhiều hơn. Từ sự uống ăn, ngủ thức, áo quần, mền chiếu vân vân của con lúc bé, mình phải lo sắm sanh giặt rửa, phơi phóng cho sạch sẽ ngăn nắp, không để bận đến chồng trong vấn đề vệ sinh của các việc ấy. Ngoài ra, người vợ nên tùy sức của mình để thay cho chồng mà làm những việc nhẹ nhàng thường sự, để phụ giúp cho chồng được rảnh tay mà lo những việc khác quan trọng hơn, để cung cấp cho gia đình được đầy đủ. Thoảng như việc làm ấy có chút cực khổ nặng nhọc, mình cũng chớ nên lấy đó mà than trách hay bỡn mặt người chồng. Còn những việc chi của chồng dạy bảo hãy nghe theo, chỉ trừ những việc không được hợp lý, hãy khuyên chồng xét lại và bỏ đi. Bởi người chồng là vị chỉ huy của người vợ, người vợ chỉ có bổn phận thừa hành theo lệnh của chồng. Huống chi các ý muốn chánh đáng của chồng thì người vợ không nên gàn trở, ngược lại nên tán đồng việc đó hoặc vui vẻ vâng lãnh mà làm theo mới phải.
Lắm khi việc sái của người chồng mà mình đã thấy rõ, thì nên lấy lời êm dịu trong lúc vắng người để khuyên giáng cho chồng cải sửa. Và gặp lúc nóng giận, chồng có trách mắng mình cũng nên dằn lòng mà lánh đi nơi khác, không nên đối đáp cự địch. Chờ một lúc sau, khi thấy cơn giận của chồng đã nguội, thì mình sẽ kiếm lời dịu ngọt, đáng lý để khuyên giải cho chồng. Bắt đầu từ đó về sau, nên chừa hẳn tánh tình bất nhã đó ra để khiến cho gia đình trở lại đầm ấm lương thiện hơn. Tóm lại, người vợ không nên buông lời hỗn láo, bài thoái co cưỡng với chồng, nhất là không nên học thoái lăng loàn trắc nết, gây sự nhút nhơ đê tiện, có hại cho danh tiết và trái đạo luân thường, khiến cho miệng đời họ chê bai nhục mạ mình, dẫn đến cha mẹ tổ tiên. 9. Đối với em của mình, kẻ làm anh không những anh theo thứ bậc mà còn phải làm anh gương mẫu nữa mới đầy đủ giá trị của một người làm anh. Người anh cố nhiên có bổn phận thương yêu dạy bảo người em từ chỗ dinh nhục phải trái cho đến điều nào đáng làm, việc chi đáng tránh và mọi việc ở đời cho em nó do đó mà làm theo. Vả lại, người anh kiểu mẫu thì lúc nào cũng lấy lẽ hòa thuận làm gốc. Ngộ khi mình lỡ lỗi làm sai quấy, em mình đem lời chánh đáng khuyên can phải nghe theo, chớ bác bỏ hay mắng nhiếc vô cớ. Nhất là đừng nghe theo lời sàm tấu của vợ con mà để cho anh em hiểu lầm nhau, chia rẽ nhau, hoặc có sự tranh giành hèn hạ xảy ra cho tiếng đời khinh bỉ. Như cha mẹ của Từ Trần, những tài sản sự nghiệp của cha mẹ để lại, nếu đã có sự chia rồi thì thôi, bằng chưa chia thì chính kẻ làm anh lớn trước nhất phải đứng ra phân chia cho đồng đều, đừng để chênh lệch mà có sự hờn giận nhau, và mỗi người từ đó phải cần thương yêu khắng khít nhau hơn để khiến cho cha mẹ nơi cửu tuyền đẹp lòng thỏa dạ. Điều này người anh phải làm trước hơn ai hết trong thân tộc. Trái lại, mình không nên nhân lúc cha mẹ đã khuất mà lên giọng đàn anh để ức hiếp em mình, đặng giành lấy phần hơn làm cho sanh sự chích mích. Phải tránh cho kỳ được tiếng nhất thất tháo qua của người đời thường đem ra châm biếm những gia đình vì nồi cơm trách cá mà đánh đập lẫn nhau. Nếu vì miếng ăn nhỏ mọn mà để anh em gây ra thảm họa cốt nhục tương tàn là đại tội. Xưa nay, người đời thường cho đó là một hành vi đê tiện, trái ngược nhất của đạo lý. Và đó cũng là một việc làm khiến cho hương hồn của tổ tiên cha mẹ nơi tuyền đài quá đỗi trách cứ và tủi nhục cho đám cháu con bất hiếu. Còn nói gì đến như kẻ hàng xóm, họ trông vào các việc ấy, họ cũng bắt hờn lây mà cho rằng ông cha ta vô phúc mới sanh ra những cháu con không hiếu hạnh thuận hòa. Tóm lại, kẻ làm anh phải thay cha mẹ để mà dạy bảo lại các em. Sự nên hư của nó có một phần trách nhiệm của mình. Vì thế mà mình phải có đủ tư cách nhu thuận, đạo đức để tượng trưng cho em nó học lấy. Nhất là các việc chi giữa nhau thì người anh phải đứng ra điều hòa xử suốt cho thích đáng. Như thế, người anh mới làm xong phần việc của mình trong dòng đạo nghĩa vậy. 10. Đối với anh chị của mình, người có đủ quyền thay mặt cha mẹ là anh chị của ta, còn kẻ phải tuân lệnh của người ấy, tức là ta vậy. Cho nên kẻ làm em phải biết nghe lời của anh chị dạy bảo cho những sự lành dữ tốt xấu mà làm theo, và những việc nào của mình muốn làm, nếu cha mẹ đã khoản, hãy thưa trước cho anh chị của mình hay để thỉnh cầu sự chỉ bảo, chớ nên tự ý làm lấy như đứa hoang thân. Chỉ trừ những trường hợp quá cấp bách hay các việc thường thức thì có thể tự mình quyền biến mà đối phó cho ổn là được. Đối với anh chị của ta, ta phải có sự cung kính như cha mẹ vậy. Các việc nhân từ dân chánh của anh chị làm ta phải hết lòng ủng hộ và chú tâm tôn trọng đầy đủ. Cách thức đối đãi chân thật là mối đầu của lòng yêu kính, mà lúc nào ta cũng phải nhớ
để lấy đó làm căn bản của đạo làm người, hầu khiến cho mình đến chỗ hoàn thiện của một đứa em. Cha mẹ được vui lòng, anh chị được hòa thuận và cả gia đình được tôn ti trật tự chăng? Cũng do ảnh hưởng nhiều ít của người em biết kính nhượng hay không vậy, và kẻ xung quanh có nể nang hay khinh bỉ, tùy trách nhiệm của kẻ làm cha mẹ, làm anh chị. Song người có bổn phận làm vinh diệu cho gia đình ấy là việc của người em nhiều hơn hết, cho nên ta cần xét suy cạn kỹ việc đó để mà cư xử cho vẹn toàn. Vả lại, hương danh của thân tộc được thơm tho, giá trị của gia đình được cao quý chỉ nhờ nhân cách khoan nhã, hành động mẫn chánh của ta hiệp với anh chị của ta điểm tô xây dựng. Và chính việc đó là một ý niệm, một hành xử đáng mến của một đứa em khéo xử thân rất bậc đạo nghĩa. Ngoài ra, thuộc về tài sản của tiền của cha mẹ để lại, người em phải đồng một lòng tốt như anh chị của mình để đem ra phân phát một cách công bình đạo nghĩa, đừng có sự phiền hà xảy ra giữa kẻ ruột thịt. Nhất là trong anh em, ai cũng có vẻ nhường nhịn kính đãi cho nhau như một, và phải lo giúp nhau trong một cách ấm no đầy đủ. Việc này người em nhớ làm trước hơn, vì mình thuộc bậc dưới, đã chịu ơn của anh chị rất nhiều nên phải lo đền trả. Trái lại, người em không nên có những cử chỉ ương ngạnh, tánh tình hung lỗ và mọi lời lẽ bốc xước đối với anh chị của mình, mà sẽ có hại cho thanh danh gia tộc, cho tình nghĩa máu mủ. Hơn nữa, việc ấy cũng không phù hợp luân thường đạo lý của tổ tiên chỉ dạy, mà bổn phận của mình cần phải tránh xa, không được dựa vào hoàn cảnh nào để xúc phạm đến được. Nếu được như thế, kẻ làm em đâu đến nỗi trái đạo, khiến cho miệng thế mỉa mai cười nhạo. 11. Đối với kẻ bằng hữu. Bạn ta là một vị y sĩ của ta, vì người có đủ phương dược để trị lành chứng bệnh lố lăng của ta rất hiệu quả. Muốn ngăn cản ta trong lúc háo thắng, dẫn ta vào chỗ thanh cao, và để giữ cho ta được còn mãi sự tốt, thì chỉ có bạn ta mới có cách giúp ta được thường và đắc lực hơn. Cho nên đời sống của ta cần phải có bạn, và chính ta rất tha thiết yêu bạn. Song tình bạn chẳng phụ lời nhau, mới dắt nhau đến phút chung thủy, cũng như dám gửi lấy việc quan trọng cho nhau, mới dò biết được lòng thật của nhau. Những điều này ít ra kẻ bằng hữu đồng tin cảm nhau và lúc nào cũng xem nhau như ruột thịt mới là thực hiện được. Đối với bạn trong lúc bị sự rủi ro tai hoạn, ta phải tận tâm cứu hộ. Khi lầm lỗi sai quấy, ta phải nỗ lực khuyên can. Ngộ khi gặp những việc phải mà bạn rụt rè, thì ta phải tìm đủ cách để khuyến khích và phụ lực vào cho bạn thêm hăng hái. Tuy nhiên, trong chỗ gần gũi thân mật với bạn, ta không để cho mất sự lễ độ. Song cái lễ độ ấy chẳng nên làm thái quá, sẽ khiến cho giảm cái vui thú của nhau mà hóa ra lật lạc. Song việc lâu ngày tránh sao cho khỏi điều sơ sót lầm lỗi với nhau. Nhưng ta không nên cố chấp, hãy vui vẻ tha thứ cho nhau để giữ còn tình bạn. Vả lại, một khi đã tin bạn thì cần phải cho bạn hiểu rõ chỗ phải quấy, sự hơn kém của mình, của bạn, để cho nhau được biết mà bổ trị qua lại. Ta không nên giấu giếm, vì đó là mầm mống, sẽ đưa đẩy cho nhau đi vào chỗ hiềm khích tối tăm, ganh tị nhau. Gia đình thân quyến của bạn, ta coi như của ta. Những khi cần giúp đỡ, ta vẫn hăng hái theo tài sức của ta, mà cố gắng một cách chánh chơn, cho đến danh phẩm của gia đình bạn ta, ta phải tôn trọng và bảo vệ như gia đình của ta vậy. Nói tóm lại, tình bạn bè cần lấy lòng tin thật sự chắc chắn để mà đối nhau. Không nên thấy bạn giàu sang mà bỡ đỡ, nghèo khó mà phụ phàng, hay gặp lúc nguy hiểm của bạn mà lánh né khiếp nhược. Mà là tất cả việc chi của bạn, ta đều tận tâm cứu trợ và luôn luôn cư xử tốt lành ngay ngắn với bạn như buổi đầu.
Chỉ trừ khi nào bạn ta thức tính với ta cũng như với người khác, và làm lắm việc lỗi lầm mà không chịu nghe theo để chừa bỏ, thì ta mới thẳng thắn tuyên bố đoạn tuyệt với bạn. Song không bao giờ ta chịu đem cái hư xấu của bạn ra để bêu ríu với người khác.